Cá nhân ký hợp đồng dài hạn với doanh nghiệp trong tháng 12 thì có nhận lương tháng thứ 13, nhưng cả năm thì vẫn chưa đến mức phải khấu trừ thuế. Vậy tại thời điểm mà chi trả thu nhập thì có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân hay không? Chúng ta nên nhớ, khi mà chúng ta thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta sẽ phải thực hiện hai nghĩa vụ. Nghĩa vụ thứ nhất, chúng ta phải khấu trừ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc quý tùy theo doanh nghiệp đang nộp tờ khai thuế giá trị tăng theo tháng hay quý. Và cái nghĩa vụ thứ hai là chúng ta thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cả năm ở thời điểm ngày 31 tháng 3 hàng năm, hoặc nếu cá nhân đó tự đi quyết toán thì sẽ quyết toán ở thời điểm ngày 30 tháng 4 hàng năm. Như vậy, trình tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân như thế thì khi mà cá nhân nhận được lương tháng thứ 13 ở tháng thứ 12, tức là ở cái thời điểm đó thu nhập của cá nhân sẽ tăng gấp đôi và có thể trên gấp đôi, và có thể sẽ dẫn đến là cái tháng đó cá nhân đó sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mặc dù tính bình quân cho cả năm khi quyết toán anh ta vẫn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính vì vậy, nghị định 126 có quy định rằng là nếu như mà khi chúng ta quyết toán mà có tháng nào quý nào chúng ta tính sai thì chúng ta sẽ phải làm lại tờ khai tháng và quý, cũng là vì cái mục đích đó, để xác định là theo thời điểm, tại thời điểm trả thu nhập thì cá nhân đó nếu phát sinh nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải khấu trừ thì doanh nghiệp buộc vẫn cứ phải khấu trừ, và đến cuối năm khi mà quyết toán trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cả năm, nếu như không phải nộp thuế thì chúng ta sẽ được hoàn lại số tiền mà đã khấu trừ thừa trong năm như vậy.